thăm viếng ở dưới cái vùng Mỹ Xuân á, thì theo sau này cô làm chứng lại là cô kể lại là cô cầu nguyện cho tôi. Lúc đó tôi còn đứng ở bên ngoài mà tôi nhìn vô thôi, tôi thấy hội thánh đang cầu nguyện được các kiểu, rồi tôi nghĩ là sao mấy người họ cuồng tín quá. Mà anh chị em biết cái thời kỳ mà Chúa thăm viếng những cuối năm 88 là mấy người lớn lớn tuổi già già rồi các thứ, rồi nhảy múa rồi hát rồi. Mà tôi thì lúc đó là đang học tiếng Nga trên Sài Gòn để chuẩn bị đi, cho nên là tôi nhìn tôi thấy đúng là không ra cái thể thống gì. Rồi sau đó tôi cũng vào cái nhà thờ ở dưới Phước Thái đó, tôi xem thử là mấy người này họ cuồng tín tới cỡ nào. Rồi tôi cũng lên trên số 10 Đặng Văn Ngữ các thứ, tôi đi xem thử là mọi người làm gì vân vân. Nhưng mà tôi không có biết là Chúa đã đưa vào trong cái chương trình của Chúa. Rồi tôi được gặp gỡ Chúa. Cảm ơn Chúa vì cái hành trình đi theo Chúa là cái hành trình đầy thách thức anh chị em. Và ngày hôm nay cũng vậy, đang trong cái môi trường này thì thật sự mà nói rằng là có rất là nhiều cái thử thách cho mỗi một chúng ta, dù là chúng ta đang làm cái công việc gì, ở cái độ tuổi bao nhiêu, đúng không ạ? Nhiều khi mình nói sao càng ngày cái cuộc sống thấy có vẻ như nó càng khó hơn, và càng ngày tôi và anh em đối diện với nhiều cái thử thách hơn. Nhưng mà xin anh chị em nên nhớ điều này, ấy là vì Chúa kêu gọi tôi và anh em sống bởi đức tin. Mà sống bởi đức tin ấy thì là phải có cái gì đó để cho mình tin. Tức là chứ còn nếu mà mọi sự nó suôn sẻ hết, nó thanh thản hết thì cũng chẳng cần đức tin để làm gì. Sáng hôm nay tôi cậy ơn của Chúa cùng học chung với anh chị em một cái phần kinh thánh ở trong sách Roma. Nhưng mà trước hết chúng ta cùng xem cái câu gốc của cái phần kinh thánh này, đó là rất rất quen thuộc đối với quý vị. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu số 7. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 7. Tôi sử dụng bản hiệu đính, không biết hội thánh mình ở đây thì sử dụng cái bản kinh thánh nào. Dạ, cảm ơn Chúa. Câu kinh thánh này nói là vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy. Quen thuộc quá không, đúng không anh chị em? Vì chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy. Tôi chọn cái tựa đề cho sứ điệp sáng hôm nay đó là tin là như thế. Hay nói theo kiểu miền Nam mình này, dạy mới là tin. Như vậy thì mình để mình xem nữa là dạy mới là tin là kiểu gì. Khi mà lời Chúa nói là vì chúng ta bước đi chứ bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy á, thì trước hết tôi và anh em hiểu cái chữ là bước đi, một bản dịch khác là vì tôi và anh em được kêu gọi là sống bởi đức tin. Mà sống là sao anh chị em? Sống là phải ăn, đúng không? Không ăn lấy gì sống. Mà ăn bởi đức tin là sao? Nhiều khi mình thấy ăn bởi đức tin hả mục sư? Có cái kiểu này giống nè. Ví dụ như mình nói không biết cái này ăn được không, thôi bởi đức tin ăn đại đi. Không phải ăn bởi đức tin, không phải ăn cái kiểu liều mạng vậy. Không, ăn bởi đức tin khác anh chị em. Sống thì còn ngoài cái chuyện ăn rồi còn gì nữa, còn có ngủ nghỉ nữa, chưa kể chuyện uống nha. Uống cũng bởi đức tin luôn á. Hồi không biết là từ xưa giờ anh chị em có uống bởi đức tin không thì không biết, nhưng mà có cả cái chuyện uống bởi đức tin á, từ xưa giờ mình nghe toàn là chữa bệnh bởi đức tin nè, đúng không, đuổi quỷ bởi đức tin nè, chứ còn ăn bởi đức tin là nhiều khi chưa nghe. Anh chị em ơi, sống là ăn uống, là ngủ nghỉ, là học hành, là làm việc. Làm việc bởi đức tin, phục vụ Chúa bởi đức tin, học hành bởi đức tin luôn nghe các con, đúng không? Sinh hoạt bởi đức tin, dù là sinh hoạt cá nhân, sinh hoạt đời thường, hay là sinh hoạt trong cộng đồng, sinh hoạt hội thánh, là bởi đức tin. Nói cách khác là tôi và anh chị em được kêu gọi để sống một cái lối sống khác, sống bởi hay là sống bằng đức tin. Nhưng mà thế nào là sống bằng đức tin anh chị em? Ai trong chúng ta cũng quen thuộc với câu kinh thánh định nghĩa Hebrew đoạn 11, đúng không? Đức tin là, trước hết tôi và anh em cần phải hiểu nè, đức tin là nó đến bởi cái sự người ta nghe. Mà sự người ta nghe là khi lời đấng Christ được rao giảng. Hay nói cách khác là đức tin là nó đến bởi cái việc nghe lời Chúa. Hebrew đoạn 11 câu 1 thì nói rằng là đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều người ta đang trông mong và bằng cớ của những gì mà ta chẳng xem thấy. Cái sự mà biết chắc vững vàng hay là cái bằng chứng đó thật ra là lời Chúa đó anh chị em. Thì tôi và anh chị em bảo rằng là mình có đức tin thì tất cả đó nó cần phải được đặt ở trên cái cơ sở là lời Chúa. Nếu không có lời, nếu không có lời Chúa thì tôi và anh em không thể nói rằng là mình có đức tin. Nhiều người nói với tôi vậy nè, mục sư ơi, em có đức tin, em tin Chúa dữ lắm. Em tin Chúa quyết liệt lắm á. Mà mình, nhưng mà kiểm tra lại là cái người đó không có một cái cơ sở lời Chúa nào cho cái việc tin đó hết á, thì cái kiểu tin đó là hãy cẩn thận. Nhiều khi nó là cuồng tín chứ không phải tin. Tin mà mê tín là, anh xin lỗi, tin mà không biết là mê tín anh xem.
Nhiều khi tôi và anh em nghĩ mình tin, nhưng mà hỏi, ủa chứ căn cứ vào đâu mà anh chị tin vậy? Cái mình không có cái cơ sở nữa, nó phải có cơ sở. Cho nên khi mà Kinh Thánh bảo là tôi và anh em là sống bởi đức tin thì điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là những gì tôi và anh em sống á, tức là ăn uống ngủ nghỉ làm việc ấy, nó phải đặt cơ sở trên lời của Đức Chúa Trời. Cái cách mà Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi và anh em ăn uống, cái cách mà Đức Chúa Trời hướng dẫn tôi và anh em ngủ nghỉ, cái cách mà Chúa hướng dẫn tôi và anh em làm công việc mỗi ngày, tất cả những điều đó phải đặt cơ sở trên lời của Chúa. Khi mà còn ở bên Mã Lai, tôi hầu việc Chúa chung với Bích Đầu đó. Bích Đầu thì hầu việc Chúa trước tôi nữa kìa, em nhỏ tuổi hơn nhưng mà em hầu việc Chúa trước. Thì khi tôi hầu việc Chúa bên Mã Lai đó, thì tôi vô coi 4 hội thánh, và phần lớn là các bạn thanh niên không. Cho nên tôi hay khích lệ các học trò của tôi đó, là mỗi một ngày mà đọc vài ba đoạn Kinh Thánh là xưa rồi. Cái đó là một năm mà đọc một lần Tân Cựu Ước hen, thì chỉ mới là A bờ cờ, mới là mẫu giáo thôi. Cho nên tôi thách thức các học trò của tôi mới nói là các con có dám làm chuyện này không? Nói chuyện gì thầy? 3 tháng đó là 90 ngày đọc xong một lần Tân Cựu Ước. 3 tháng lần, vậy năm mấy lần? 4 lần. Đọc được mà 4 lần cái quyển này Tân Ước không nha anh chị em, mình hiểu khác rồi. Cái nữa nói nhưng mà khó lắm thầy ơi. Tôi nói thì đúng là khó, chú mới chọn mình chứ dễ chú chọn đứa khác à. Anh chị em, tôi thách thức anh chị em, nếu từ trước đến giờ đó mà anh chị em chưa đọc được một lần nào Kinh Thánh, hãy đọc đi đã. Nếu anh em đã đọc một năm một lần rồi đúng không, nâng cấp lên 2 lần nữa, 3 lần, 4 lần. Chứ ai được cứ thì năm này qua năm kia giờ cũng cứ ngày đoạn 2 đoạn mà nói Chúa ơi xin thêm đức tin cho con, quên, cái đó không có đâu. Anh em ơi, nhiều khi tôi và anh em ấy, nói rất là hay, mình cũng ao ước là có đức tin, nhưng mà vừa mở mắt dậy, đặc biệt là các bạn trẻ này ha, nói dễ đụng chạm. Nhiều khi mở mắt dậy cái là làm gì? Quơ, không phải quơ Kinh Thánh đâu nghe, quơ điện thoại liền ha, để xem thứ có ai nhắn tin không, để xem cái con nhỏ hot girl mà nó mai mối mại dâm cho cái thằng huấn luyện viên thể hình cái tới đâu rồi. Tới đâu là thấy kệ nó chứ đâu có liên quan gì tới mình đâu. Nhưng mà nhiều khi tôi và anh em mở mắt là mình không có cầm lấy Kinh Thánh. Dạ. Tôi và anh em không cầm lấy Kinh Thánh anh xem, mà tôi và anh em là thường là cầm lấy điện thoại mà không phải để đọc Kinh Thánh ở trong điện thoại. Hồi nãy tôi thấy khích lệ là có bà cụ đằng sau mà vẫn xài điện thoại đọc Kinh Thánh bình thường luôn. Tiến bộ nghe. Nhưng mà đó anh chị em cần phải lưu ý này. Nếu tôi và anh em mỗi một ngày chúng ta mở mắt ra mà chúng ta không có dành ưu tiên một cho lời của Chúa, thì tôi nói với anh em điều này. Đó không khó mà anh em có cái lượng đức tin để sống mỗi ngày. Tôi và anh em cần phải xác định à, đâu là cái điều mà Chúa muốn nói với mình mỗi ngày. Không phải lên mấy cái trang mà Oh My God đâu nha, OMG đó. Cái trang đó là bói khoa đó anh chị em. Đừng có vào đó rồi linh bói khoa nó tràn vào trong người mình. Lên đó rồi câu Kinh Thánh Chúa cho bạn hôm nay là gì? Chúa nào? Chúa quỷ trong với Chúa nào? Đây nào muốn cho hay không là đây quyển này nè. Còn lên mạng mà cho câu Kinh Thánh, không có Chúa nào cho kiểu đó. Tôi thường hay nói với các học trò tôi, con ơi Đức Chúa Trời không xài Facebook. Cầu nguyện là vào phòng riêng chứ cầu nguyện mà cứ lên gõ gì. Xin Chúa cho tôi và anh em lưu ý điều này. Tôi thường nhắc các học trò của tôi đó là hãy dành cái ưu tiên một ở trong cái đời sống của anh em, trong cái thời giờ mỗi ngày của anh em với lời của Chúa. Xin Chúa đem hết thảy quý vị, tôi và quý vị, người lớn cũng như người trẻ, hãy trở lại với nền tảng căn bản của một đời sống cơ đốc, đó là lời của Chúa. Chúa kêu gọi tôi và anh em sống đức tin. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là đức tin của tôi phải, và anh chị em phải căn cứ trên những gì Chúa phán, hay là những gì Chúa bảo tôi và anh em có, chứ không phải những gì tôi và anh em ao ước rằng mình sẽ có. Tôi nói lại, tôi và anh em, cái đức tin của tôi và anh em là phải căn cứ trên những gì mà Chúa nói rằng mình có, chứ không phải là trên những gì mà mình ao ước rằng thì là mình sẽ có. Đức tin của tôi và anh em phải đặt trên những gì Chúa nói là đây là những gì con có. Nhưng mà nan đề ngày hôm nay là gì anh chị em? Ngày hôm nay là tôi và anh em đang ở trong cái thời đại nghe nhìn. Mình thường xem, thường nghe những gì mà người ta làm sẵn không thôi. Rắc rối là
Vì mình nghe riết rồi mình cuối cùng mình không biết là mình có cái gì. Tôi và anh em đọc Kinh Thánh rồi nghe người ta nói này nói kia các thứ, cái mình không có nhận ra được cái mà mình hiện có. Thí dụ như bây giờ anh xem, cái người xem đưa cho tôi cái này để quay đây đúng không? À thu á. Thế một cái thu này nó cầm trong tay tôi với một cái camera quay mà nó không có ở đây, thì theo anh em là tôi dễ nhìn thấy cái nào nhất? Hả? Cái đang cầm trong tay đây đúng không? Cái đó tự nhiên mà. Mình nói gì? Ờ thì tự nhiên cái đang cầm trong tay thì phải rõ ràng thấy chứ. Nhưng mà anh em biết không? Cái nan đề của tôi và anh em là gì? Nhiều khi tôi và anh em không thấy cái mình đang có. Mình chỉ thấy cái mà mình không có thôi hả? Sao kỳ vậy? Anh em ngẫm xem. Ví dụ như mỗi khi mà Chúa kêu gọi anh em là bây giờ hội thánh bên ban thờ phượng đang rơi rụng một số nhân sự, bây giờ Chúa gọi một vài anh em mà đó bổ sung vào, các anh chị em sẽ phản ứng liền là gì? Dạ, Chúa, con không có này, con không có điều này, con không có điều kia. Lẽ ra tôi và anh em phải nhìn vào những gì mình đang có, thì tôi và anh em thường là nhìn vào những gì mình không có để làm gì? Để nói không với Chúa. Ủa tại sao cái mình có đó mình dễ thấy hơn mà sao mình không thấy, mà mình chỉ toàn thấy cái mình không có không? Anh em biết sao không? Bởi vì cái mà mình không có đó mà mình thấy được, hay vậy đó, không có mà mình thấy được là bởi vì của người ta. Tôi nói lại nè, anh em cố gắng theo cái ý tôi đang nói đây. Tôi và anh chị em thường thích vào nhìn vào những gì mà mình không có, chứ cái mà mình có thì mình không thấy. Tôi và anh em cứ thấy những cái mà mình không có cơ, còn cái thứ mà Chúa cho mình có đó thì mình là không thấy gì hết. Tại sao? Bởi vì mình cứ nhìn nơi người khác, rồi mình ao ước, rồi mình là dân ngũ tuần đó, thì mình sẽ có cái cảnh này, mình sẽ công bố. Cái nào mình ao ước là mình sẽ công bố. Công bố thì không có gì sai đâu anh chị em, nhưng mà quan trọng là có cái gì để công bố không? Cái quan trọng là anh em có cái gì để công bố không, chứ không phải là anh em công bố hay không công bố. Thí dụ như là tôi chọn cái ví dụ là có hai anh em ở cạnh nhau, mỗi người có một cái mảnh giường, đứa ăn mẫu hết. Mà cái thằng Tư á là nó tới mùa là nó chăm chỉ, hai vợ chồng nó trồng nhãn, trồng bưởi được các thứ ha. Thì cái giường nó cho một cái giường nhãn, còn cái thằng Tám á là nó cũng cái giường bên cạnh cũng bằng diện tích luôn, nó không có trồng gì hết. Mà nó nói em biết không, nói gì nói vợ nó, em biết không, anh nhân danh Chúa công bố rồi, Chúa năm nay sẽ cho mình cái giường này là thu mấy chục tạ luôn. Ngày nào đó cũng ra công bố trơn trọi. Có điều nó không trồng gì hết. Cái tới mùa, cái nó thấy thằng Tư kêu dựa vô thu, cái nó nói em ơi, anh nghe em biết mai Tư thu ơi, mà mai mình cũng kêu công ra thu. Có gì thu không? Hả? Theo anh em có gì thu không? Sao không được, có cỏ chứ. Có cỏ. Cái vấn đề không phải là công bố. Không phải là tôi và anh em công bố cỡ nào, mà vấn đề là tôi và anh em có cái gì để công bố không? Tức là anh em có lời Chúa để nói ra không á? Chứ cái lời mà của ai đó là không được. Phải là cái mà Chúa cho anh chị em ấy, phải mà cái điều mà Chúa nói với đây anh chị em, khi anh em nói ra, anh em sẽ thấy Chúa làm thành. Còn nhiều khi tôi và anh em chỉ nói là cái điều mình ao ước, chứ không phải là cái điều mà Chúa nói với mình. Chúa nói với Môi-se gì? Chúa có hỏi Môi-se là trong tay ngươi không có vật chi không? Không, Chúa nói Môi-se là trong tay ngươi cầm vật chi. Chúa hỏi với các môn đồ gì? Các con có bao nhiêu bánh? Chúa bắt đầu làm từ những cái việc trên đời sống của tôi và anh em, là bắt đầu bằng những gì tôi và anh em hiện đang có. Chứ Chúa không có bắt đầu với những gì mà tôi và anh em chưa có. Tôi nói với anh em, hãy suy nghĩ rất thật về điều này. Hãy học hỏi hơn anh chị em. Hãy học nhìn từ nơi lời của Chúa đó. Những gì mà Chúa là nói, Chúa nói rằng là thuộc về anh chị em. Nói cách khác là gì? Hãy học nhìn vào những gì anh chị em đang có. Và bắt đầu từ đó đó, phép lạ nó sẽ xảy ra. Đức tin của anh chị em cũng bắt đầu từ đó xảy ra. Ngày hôm nay khi cầu nguyện cho ban nhạc ở tại đây chẳng hạn, thì dễ lắm tôi và anh em sẽ suy nghĩ là Chúa ơi, xin sai ở đâu đó về một vài người. Tôi thấy Chúa có sai về anh rồi đây mà tôi chưa thấy tham gia đó. Nhưng mà cái chính á, là Chúa sẽ bắt đầu với những gì mà anh chị em hiện đang có. Anh chị em hãy suy gẫm rất thật. Và anh em thấy trong Kinh Thánh bao giờ cũng vậy.
sống bởi đức tin đó, là Chúa sẽ khởi động từ những gì anh em hiện đang có. Chúa bảo tôi và anh em là được kêu gọi sống bằng đức tin, đúng không? Chứ không phải bởi mắt thấy. Như vậy thì không phải mắt thấy là sao? Không bởi mắt thấy không có nghĩa là chúng ta phải nhắm mắt lại với mọi sự vật ở xung quanh. Không bởi mắt thấy không có nghĩa là chúng ta phải phủ nhận thực tế. Sống bởi đức tin, không bởi mắt thấy anh chị em, không có nghĩa là mặc kệ xung quanh. Sống không bởi mắt thấy nó không có đồng nghĩa với cái chuyện cuồng tín. Nó không có đồng nghĩa với cái chuyện xa rời thực tế hay là trốn chạy thực tại. Không bởi mắt thấy nó có cái nghĩa đơn sơ là như này anh chị em. Đó là mình không căn cứ trên những gì mình thấy để mình hành xử, để mình phản ứng, để mình đưa ra quyết định thôi. Không bởi mắt thấy nó có nghĩa là mình không căn cứ trên những gì mình thấy để quyết định là mình tiếp tục tin Chúa hay là không tin Chúa. Lát nữa thì chúng ta sẽ đi vào cái phần gương mẫu đức tin. Tôi sẽ dùng cái phần Kinh Thánh ở trong Roma để minh họa rất rõ cái ý này để anh chị em có thể thấy được. Nhưng mà trước hết đó, tôi muốn anh chị em nhớ rằng sống bởi đức tin là sống dựa trên những gì Chúa hứa, trên những gì mà Chúa bảo rằng tôi và anh chị em có. Bao nhiêu người trong anh chị em biết cái câu chuyện mà Chúa sáng tạo, tức là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, vả đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán, Chúa phán gì? Phải có sự sáng, đúng không? Anh em lưu ý giùm tôi, đây là cái nguyên tắc rất đặc biệt và tôi khích lệ dân sự Chúa ở tại đây nên nắm lấy. Cái lúc đó là trời đất tối tăm mù mịt, đúng không? Chưa có hình thù gì hết. Bản dịch cũ dịch là vô hình đó. Chưa có hình thù gì hết. Nếu mà mình bước ra, mình nhìn thấy mình sẽ nói gì? Trời ơi, sao tối thui, tối hù vậy? Ủa, bữa nay có nhật thực, nguyệt thực gì không? Mà tối hù như đêm 30 vậy cha? Không, Chúa không. Chúa có thấy không? Thì Kinh Thánh nói rõ ràng là đất là vô hình và trống không, sự mờ tối trên mặt vực, đúng không anh chị em? Nhưng mà Chúa bước ra cái chỗ này, Chúa không có nói những gì Chúa thấy, mà Chúa nói những gì Chúa muốn thấy. Thánh Linh Đức Chúa Trời ở đó anh chị em. Thánh Linh đã có ở tại đó. Nhưng Chúa không có nói theo như những gì Chúa thấy. Ngày hôm nay anh em thấy gì ở nơi hôn nhân của anh chị em? Anh em thấy gì nơi sức khỏe của anh chị em? Anh em thấy gì nơi tài chính của anh chị em? Rồi anh em nói gì? Anh em sẽ nói theo những gì anh em thấy, hay là anh em nói theo những gì Chúa muốn thấy? Xin Chúa cho mỗi một người trong chúng ta hiểu cái này. Những gì tôi và anh em thấy nó không có gì sai đâu. Nhưng mà khi nói là sống bởi đức tin không bởi mắt thấy, không có nghĩa là tôi và anh em lấy những gì mình thấy đó làm cái cơ sở để quyết định là tin hay không tin. Sống không bởi mắt thấy không có nghĩa là tôi và anh em phải nhắm mắt lại với cái thực tại, phủ nhận thực tại hay là trốn chạy thực tại. Không, tôi và anh em vẫn thấy tất cả những gì mình hiện thấy, trừ khi anh em bị mù thôi ha. Con mắt mở được rồi là thấy hết. Nhưng mà những gì tôi và anh em thấy không phải là cơ sở để chúng ta quyết định tin hay là không tin Chúa. Chúng ta sẽ đi vào cái phần Kinh Thánh nền tảng á để minh họa cho cái lẽ thật này, vậy mới là tin. Anh em có Kinh Thánh thì dở ra hoặc là xem với tôi. Con có thể cho chạy ở trong Roma đoạn 4 từ câu 16 cho đến câu 22. Tôi không có giảng dài đâu, anh em đừng lo. Tôi đọc và anh em dò theo. Roma đoạn 4 câu 16 đến câu 22. Tôi tin là nhiều người trong chúng ta cũng biết phần Kinh Thánh này. Cho nên bởi đức tin mà lời hứa do ân điển được bảo đảm cho cả dòng dõi Abraham, không những cho dòng dõi dưới quyền luật pháp mà cả dòng dõi đức tin của Abraham, cũng là tổ phụ của tất cả chúng ta. Như có lời chép, ta đã lập con làm cha của nhiều dân tộc. Trước mặt Đức Chúa Trời, đấng ông đã tin là đấng ban sự sống cho kẻ chết và gọi những điều không có như đã có. Ông đã hy vọng dù không còn lý do để hy vọng. Ông vẫn tin và trở thành cha của nhiều dân tộc, theo như lời đã phán với ông rằng dòng dõi con sẽ như thế. Ông thấy thân thể mình chết mòn vì đã gần 100 tuổi và thấy Sarah không thể sinh con được nữa, nhưng đức tin chẳng hề suy giảm. Ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời, hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để thực hiện những gì Ngài đã hứa. Vì thế, đức tin của ông được kể là công chính. Abraham nhìn thấy gì anh chị em? Trong cái câu 19 mà ở bản dịch mới đó, thì cho chúng ta thấy như thế nào. Ông nhìn thấy thân thể của ông cũng như là tử cung của vợ ông như đã chết.
bản dịch mới vậy đó nhỉ. Bản dịch của chúng ta thì dịch câu 19 là ông thấy thân thể mình chết mòn. Abraham có lời hứa của Đức Chúa Trời đúng không anh chị em? Nhưng mà thực tại thì ông nhìn thấy là gì? Ông nhìn thấy là cái body của ông là sắp rồi, coi là sụt ký cách nghiêm trọng rồi. Giờ ông nhìn thấy cái tử cung của hay là dạ con của vợ ông sao? Không phải là còn điện nước ngon lành, không phải, mà gì Kinh Thánh bảo là gì? Như đã chết. Cái bản dịch cũ mà phần nhiều anh chị em đang sử dụng thì câu 19 được dịch là như này: người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi và thấy Sarah không thể sinh đẻ được nữa. Rõ ràng Kinh Thánh nói gì? Không thể nghe anh chị em. Rất là rõ ràng. Chứ không phải nói là dường như không thể. Không, không thể. Kinh Thánh khẳng định là Sarah không thể sinh con. Nhưng mà Kinh Thánh bảo là Abraham không hề suy giảm đức tin. Câu 20 đó, bản diễn ý thì dịch là ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời. Tôi muốn anh chị em lưu ý vài điều trên cái gương mẫu đức tin ở đây. Ấy là tôi và anh em được kêu gọi sống bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy, đúng không ạ? Điều đó không có nghĩa là mình phủ nhận những gì mình đang thấy. Thấy cũng có cái giá trị của nó, là có điều là mình thấy cái gì thôi à. Và mình chọn cái gì để làm cơ sở để quyết định thôi. Ở đây Abraham thấy gì? Ông thấy thân thể của ông như đã chết. Ông thấy cái dạ con của vợ mình như đã chết. Nhưng mà điều Abraham có là gì? Ông có lời hứa của Đức Chúa Trời. Lời hứa trong câu 17 nói là ta lập con, ta đã lập con làm cha của nhiều dân tộc. Anh em lưu ý, một bên là lời hứa của Chúa, còn một bên là thực tại. Một cái thực tại là quá ư phũ phàng luôn. Một cái thực tại là dường như không thể xoay chuyển được anh chị em. Lời hứa của Chúa là ta đã nhớ là đã chứ không phải sẽ nha. Ta đã lập con làm cha của nhiều dân tộc. Nhưng nhìn đi nhìn lại á, cái thực tại là gì? Chỉ có hai vợ chồng già. Một bên là lời hứa rõ ràng luôn, mà Chúa thành tín. Dù một bên này thực tại là sao? Chỉ có hai vợ chồng già, phều phào, nhiều khi không muốn ăn. Tôi không biết là quý vị ở đây những người lớn tuổi mà gia đình mà chỉ có một hai người, nhiều khi không muốn ăn, nấu ra đồ để đó ngủ riết, không ai ăn. Anh em tưởng tượng hai vợ chồng già mà cái đời du canh du cư nha, nhiều cái phiều phào mà hôm nào tối trời trong rủ ở ngoài liều mà chứ phải ở trong nhà, rủ ra ngoài cửa để làm gì anh em biết không? Đếm sao? Không phải mà nói là nhiều đêm sao mơ ước chúng mình nhiều con nhưng rồi có thấy đâu. Không phải vậy. Ai trong già mà nói như sao trên trời, như các bãi biển là Chúa hứa gì, như con đàn cháu đóng gì thôi. Mà cứ ngày tháng nó tuột qua rồi có biết thì sao? Hết hy vọng rồi, không còn gì hy vọng nữa. Tôi muốn hỏi anh em điều này. Anh chị em có lời hứa nào của Đức Chúa Trời dành cho riêng mình không? Hãy nhớ lại những lần mà các đầy tớ Chúa, có một cái đầy tớ Chúa nào đã đặt tay trên anh em, nói tiên tri cho anh chị em. Hãy nhớ lại những cái lần mà anh chị em khi suy gẫm lời Chúa phán trực tiếp với anh chị em. Hãy nhớ lại những cái lời tuyên phán của Chúa trên anh chị em. Hãy nhớ lại những cái giấc mơ đến từ Chúa, những cái sự kêu gọi đến từ Chúa. Và còn đây nữa anh chị em, trong lời của Chúa, đó là quyển Kinh Thánh này nè, có biết bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Tôi muốn hỏi anh em sáng hôm nay, có thể ai đó trong anh chị em trong những ngày vừa qua rúng động. Có thể đi nhà thờ tươi cười vậy đó, nhưng bên trong thì có những cái nỗi niềm mà mình không nói ra được, không chia sẻ với ai được. Nói ra sợ người ta đánh giá mình là tín đồ yếu đuối. Chứ sao mình thấy đến hội thánh thì mấy ông mục sư giảng quá hay luôn, nhưng mà về nhà nhìn thấy thực tại của mình nghe. Chàng ở con chồng gì mà cầu nguyện suốt cả chục năm nay, cầu nguyện mập mình luôn á mục sư, mà không chịu tin Chúa. Vậy mà Chúa hứa làm sao? Hãy tin Chúa Giêsu, ngươi và nhà ngươi được cứu. Một bên có lời hứa, một bên là thực tại. Rồi không đâu xa, nhưng khi mình chỉ bị ho thôi hà, chứ không phải bệnh nặng hay thời kỳ cuối gì đâu. Vậy mà đủ hết thôi, các mục sư cầu nguyện hoài, có thấy bớt gì đó. Trong đó là trong khi đó là rõ ràng Kinh Thánh hứa gì? Như những lần đòn của Ngài, anh chị em sẽ hay đã được lành bệnh, nhưng mà đau chứ này. Một bên là lời hứa thật, đúng không? Dù một bên là thực tế nó như thế này. Nếu mình nói ra sợ người ta đánh giá mình thiếu đức tin, thành ra mình không dám nói. Có những chuyện sâu kín nha, có những cái điều mình không dám bộc lộ với ai, rồi mình ôm lấy cái nỗi đau đớn đó, rồi trằn trọc, rồi trăn trở, rồi cuối cùng mình ngấm ngầm ở trong lòng thôi, mình kết luận thấy vậy chứ không phải vậy đâu, rồi vô tính. Cách đây mấy năm á, có một cái em tín đồ trong hội thánh cũ của tôi,
Có một đứa em gái qua đời vì ung thư. Rồi cái em nó ngoài Bắc ấy, rồi em đâm ra thất vọng. Mà cái người thất vọng của anh chị em, nó thở cái mùi ra mình biết liền. Bởi vì em bảo vì sao anh em biết không? Em bảo là mục sư biết không, thầy biết không? Em cầu nguyện cho cái đường vợ con. Đó là anh muốn cưới vợ. Mà hết đứa này tới đứa khác, nó cũng bỏ em. Nó không chịu lấy. Mà thậm chí con còn hạ chủng luôn á thầy. Thầy biết không? Là con quyết định lấy con cái đứa con gái dân tộc. Con bé dân tộc. Vậy mà nó cũng chê con luôn hả? Dù con học trường Kinh Thánh ra nghe. Con chú dạy gì là con làm theo nấy vậy. Vậy mà không gì xảy ra hết. Lòng ảnh nói là con chỉ cần ao ước là em gái con sống thêm một thời gian nữa thôi. Rồi cháu con nó thấy được mặt vợ con. Vậy mà cũng không được. Khi đó anh em biết gì không? Anh nản lòng. Chán. Anh muốn buông bỏ tất cả. Tôi không biết là có ai trong anh chị em ở trong hoàn cảnh tương tự như vậy không? Anh em trông đợi Chúa. Anh em hy vọng rằng thì là những cái lời nói của Chúa ở trong Kinh Thánh này nó trở nên ứng nghiệm trên hoàn cảnh của mình. Nhưng mà dường như cuối cùng nó không xảy ra. Rồi chúng ta sụp đổ. Chúng ta tuyệt vọng. Chúng ta hụt hẫng. Điều mà Chúa muốn hỏi mỗi một anh em sáng hôm nay. Con có cái điều gì ta đã hứa riêng với con không? Abraham có lời hứa anh chị em. Chúa hứa là Chúa lập ông làm cha của nhiều dân tộc. Dù trong thực tế đó là đến lúc đó là ông chưa có lấy một đứa con nào. Bao nhiêu người trong anh chị em biết rằng là theo như Giăng đoạn 15 câu 16 là Chúa đã chọn anh chị em để đi vào kết quả. Tức là để thành công đó, chứ không phải để thất bại. Tôi có thể diễn cái câu Kinh Thánh đó theo cái ngôn ngữ ngày hôm nay là Chúa chọn tôi và anh em để thành công chứ không phải để thất bại. Điều đó có phải là lời hứa cho anh chị em không? Có bao nhiêu người trong anh chị em tại đây sáng hôm nay biết được điều này? Biết được rằng là Chúa chọn mình để thành công chứ không phải để thất bại. Có thể ai đó trong anh em đang phải vật lộn với cái chuyện cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Thì cái phần thứ hai trong cái lời hứa mà Giăng 15-16 đó là gì? Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha. Thì Ngài sẽ ban cho. Nhiều khi tôi và anh em thuộc nằm lòng ấy. Nhưng mà mình chưa bao giờ cá nhân hóa hay là nắm lấy cái điều đó đòi cho bằng được từ nơi Đức Chúa Trời. Vì có Ngài đã hứa với con như vậy. Nhiều lắm anh xem. Còn nhiều cái lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu một số bạn trẻ ở đây không có biết lời Chúa mấy. Thì hãy trở về dành cái thời giờ ưu tiên một để tìm kiếm Chúa trước hết. Thì các con sẽ thấy Chúa thêm cho các bạn, cho các con. Những gì mà các con đang tìm kiếm, những gì mà các con đang theo đuổi. Hãy có một cái quyết định. Cái quyết định là mở mắt ra là không đụng đến điện thoại. Phải có một cái quyết định như vậy đó. Đụng đến Kinh Thánh trước hết. Và phải có một cái cam kết như vậy mới được hả anh xem. Hãy cam kết là gì? Chúa trước hết. Có một đầy tớ Chúa ở bên Malaysia. Ông là người gốc Hoa. Ông là chủ tịch một cái hiệp hội thông công lớn của Malaysia. Ông kể như thế này. Suốt hơn 30 năm trọn thời giờ trong phục vụ Chúa đó, ông có một cái kết ước với Chúa. Bởi vì anh em biết là Matthew, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình là Matthew mấy mấy nha? Matthew đoạn 6 mấy? Không nhớ ta. Bò. Nhưng mà ông là ông cứ 6 rưỡi ông thức dậy. Cái đúng 6 rưỡi là ông thức dậy. Rồi ông cầu nguyện, ông đọc Kinh Thánh sao? Nhiều khi hôm không có đi làm gì, ông ngủ tiếp. Nhưng mà ngày nào cũng như ngày nào, ông trung tín, ông giữ điều đó. Và Chúa ban phước. Tôi khích lệ các đầy tớ Chúa và hết thảy anh chị em chúng ta. Hãy có một cái cam kết với Chúa là Chúa trước hết. Khi mà các bạn mà thanh niên mà ưu tiên một cho Chúa đó, thì tôi nói với anh chị em là Chúa không có để chúng ta thiệt đâu. Nhưng mà chúng ta quay trở lại. Như vậy mình thấy là Abraham có lời hứa của Chúa. Đúng không nè? Rồi đồng thời ông cũng nhìn thấy cái tình trạng thật của thân thể ông là gì? Thân thể ông là dạ con của vợ ông là như đã chết. Tôi muốn hỏi anh chị em hiện đang nhìn thấy gì? Cái điều mà anh chị em, điều gì anh chị em đang nhìn thấy nơi nơi cái đời sống thuộc linh của anh em? Cái điều gì anh chị em nhìn thấy nơi cái tình trạng sức khỏe của anh chị em? Anh chị em nhìn thấy gì nơi chức vụ của anh chị em? Anh chị em nhìn thấy gì nơi gia đình của anh chị em? Có thể ai đó trong quý vị đang hầu việc Chúa hoặc là đang chăm sóc một cái tổ tế bào chẳng hạn. Có thể quý vị nhìn thấy cái hội thánh này là cái tổ tế bào mà quý vị đang chăm sóc như đã chết. Nhớ rằng là như đã chết ở đây nó không phải giống như cái tình trạng hội thánh sạch đe ở trong sách Khải Huyền là ngươi có tiếng là sống mà là chết nha. Mà là chết nó khác với như đã chết. Tôi muốn hỏi anh chị em nhìn thấy gì nó công ăn việc làm của anh chị em? Anh chị em nhìn thấy gì nó cái đời sống tài chánh của anh chị em?
anh chị em nhìn thấy gì nơi cái hôn nhân của anh chị em, anh em nhìn thấy gì nơi con cái của anh chị em, trong cái mối quan hệ của anh chị em, dù đó là quan hệ xã hội với những người khác, với những thành viên ở trong hội thánh hay là những người đồng nghiệp, có những cái điều gì mà anh chị em nhìn thấy trong những lĩnh vực mà tôi vừa nêu đó dường như đã chết không? Có cái điều gì trong hôn nhân của anh chị em mà dường như đã chết mà anh em nhìn thấy không? Anh chị em có nhìn thấy cái điều gì nữa, con cái của mình dường như đã chết không? Abraham nhìn thấy thân thể ông như đã chết, ở cùng của vợ ông như đã chết. Nhưng mà điều Abraham đã làm là gì anh chị em? Nắm chặt lấy lời hứa của Đức Chúa Trời. Có lẽ không ai trong tôi và anh chị em gặp phải cái hoàn cảnh giống như Abraham là già quá, không còn khả năng sinh đẻ. Nhưng mà có thể tôi và anh em đang đối diện với một cái lĩnh vực nào đó ở trong đời sống của mình, một cái việc nào đó trong gia đình của mình, trong hôn nhân của mình, trong chức vụ của mình, trong cái công việc của mình mà như đã chết. Kinh Thánh nói trong cái câu 19 đó là người thấy thân thể mình hao mòn vì đã gần đầy trăm tuổi và thấy Sarah không thể sanh đẻ được nữa. Gần trăm tuổi là sao anh chị em? Gần trăm tuổi có nghĩa là cái thời gian không còn nhiều để cái lời hứa của Đức Chúa Trời có thể thành hiện thực. Gần trăm tuổi có nghĩa là không biết đi hồi nào. Gần trăm tuổi có nghĩa là bây giờ không biết đi hồi nào mà kiểu đó thì thôi, chứ cái lời hứa mà cho có con này nó là coi như thôi rồi luôn rồi. Nhiều khi tôi và anh em hồi hộp nha. Chúa nói là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp. Chúa hứa vậy đó mà chàng ơi còn chút xíu nữa là hết giờ hả? Chiều nay ngang 3 giờ chiều là bà chủ nhà bà tới bà lấy tiền mà giờ này 2 rưỡi rồi, chưa có cái đồng nào hết. Đó là thuộc dạng gần trăm tuổi á anh xem. Gần trăm tuổi là có nghĩa là không còn đủ điều kiện, không còn có nhiều cơ hội để nhìn thấy lời hứa của Đức Chúa Trời thành hiện thực hay là nhìn thấy lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Có thể điều này cũng đang tranh chiến dữ dội trong một số anh chị em đang có mặt tại đây sáng hôm nay, hoặc là những anh em đang xem qua online. Hãy nhớ điều này anh chị em, hãy nhớ điều này. Các tổ phụ đức tin đó, tức là Abraham, Isaac, Jacob đều là những người có lời hứa. Amen. Họ là những người rất là ok đối với Chúa đó, vì họ là những người được Chúa chọn mà. Tôi nói anh em là họ là những người ok với Chúa nè, sức khỏe đảm bảo đúng không? Từ từ cái cặp mà U100 này thôi, tức là cái vợ chồng Abraham thôi, còn lại là mấy cặp kia là ngon lành luôn, sức khỏe đảm bảo, có lời hứa. Thế mà tất tần tật nhá, từ Abraham cho đến Isaac cho đến Jacob là đều gặp trục trặc về đường con cái hết. Có lời hứa, sức khỏe đảm bảo, nhưng mà lại cứ gặp trục trặc về đường con cái. Thí dụ như điển hình là cái cặp con của Abraham, đó là Isaac và Rebecca. Rebecca là một cô gái đẹp, không chỉ đẹp mà còn khỏe nữa. Anh em tưởng tượng cái cảnh một mình cổ mà cổ xách nước cho 10 con lạc đà mới đi trên sa mạc về uống là mà không khỏe sao được, đúng không? Khỏe cỡ nào luôn. Rồi kết hôn với anh Isaac, con một, nhà giàu, có lời hứa. Thì mình nghĩ là cái chuyện tự nhiên, cái chuyện này mà hai đứa là khỏe, có lời hứa, tức là một bên đó là tự nhiên, một bên là thuộc linh, thì cái chuyện có con, hai đứa này mà có con là chuyện bình thường, là có gì đâu đúng không? Thế mà anh em biết sao không? Trong khi cái nhánh không chính chủ, anh em biết nhánh không chính chủ là ai không? Hả? Ismael á. Nó cứ sòn sòn, năm một. Nó là không có lời hứa. Mà nó cứ đều vậy đó, năm một. Cho nên nhiều khi tôi nghĩ hai đứa này mà cái thời đó mà có xài điện thoại di động, chắc nó sẽ chọn số là 51, 51, 51, 3 năm hai đứa. Cái nhánh mà không có lời hứa đó, cái nhánh mà mình gọi là xác thịt đó, nó đầy đều, nó không có gặp cái gối gì. Mà trong khi cái nhánh có lời hứa heo, tinh kính nha, khỏe nha, lại phải chờ đến 20 năm anh chém. Abraham chờ, Isaac chờ, cho rồi cho đến Jacob với cái người vợ yêu thương của mình là Rachel cũng phải chờ. Hỡi anh em hãy suy nghĩ. Có thể ai đó trong quý vị trong những ngày vừa qua cứ nói Chúa ơi, tại sao Chúa hứa như thế này mà sao cái đứa không thờ Chúa, nó thờ ma lại quỷ, nó lại cứ đều mà con thì cứ suy nghĩ.
Có thể ai đó trong anh chị em cái thắc mắc của Chúa là tại sao, tại sao, tại sao? Anh em ơi, đừng có nghi ngờ lời hứa của Chúa. Điều gì Chúa hứa là Chúa sẽ làm thành. Mình không biết tại sao Chúa phải để cho ba vị tổ phụ này phải chờ. Nhưng có một điều chắc chắn, Chúa không có hứa lèo đó. Chúa hứa là Chúa sẽ làm thành. Dù cái điều đó nó liên quan tới sức khỏe, nó liên quan tới tài chánh, nó liên quan tới con cái, nó liên quan tới hôn nhân, nó liên quan tới sự nghiệp. Hỡi anh chị em, trong những ngày vừa qua có thể ai đó đang ở trong cái cảnh trạng là sao mình chờ hoài mình không thấy, mình cầu nguyện hoài mình không thấy. Chúa không có dối gạt anh chị em đâu. Có thể ai đó trong quý vị đang gặp rắc rối về vấn đề chức vụ chẳng hạn. Quý vị nhìn vào cái chức vụ của mình sao nó son sẻ mãi. Rồi quý vị đâm ra nghi ngờ. Không biết hồi đó ông mục sư, ông đặt tay trên mình rồi ông nói tiên tri mà không biết ông nói hay là Chúa nói chứ sao. Mấy năm giờ thấy hội thánh không có phát triển gì trên đời. Có nhiều điều Chúa hứa mà tôi và anh em muốn nhận ngay và luôn. Nhưng mà dường như có một cái điều gì đó anh xem. Dường như có một cái chuyện gì đó trong cái sự tể trị thiên thượng của Chúa nó không có xảy ra ngay. Nhưng mà tôi muốn nhắc anh xem, Chúa luôn thành tín. Abraham có lời hứa, rồi ông nhìn thực tế nó như vậy, và dường như không còn có cái cơ hội để cái lời hứa của Chúa trở thành hiện thực nữa. Nhưng mà anh chị em ơi, nhớ điều này nè, cái điều gì Chúa hứa là Chúa dư cái khả năng để làm cho trọn. Anh chị em nhìn thấy điều gì dường như đã chết ở trong chính mình? Anh chị em nhìn thấy điều gì dường như đã chết ở trong gia đình của mình? Anh chị em nhìn thấy điều gì dường như đã chết ở trong chức vụ của mình? Anh chị em nhìn thấy điều gì dường như đã chết ở trong công ăn việc làm của mình? Và bao nhiêu người trong anh chị em nhìn thấy một đứa con nào đó của mình dường như đã chết? Bao nhiêu người trong anh chị em nhìn thấy cái đường công danh sự nghiệp của mình dường như đã chết? Cái điều mà dường như đã chết đó có thể là một cái gì đó sắp hết hạn, đó có thể là một cái gì đó tình trạng cuối mùa hay là giai đoạn cuối. Xong tôi muốn nhắc anh chị em một điều, những gì tôi và anh em nhìn thấy đó là thật. Nó là sự thật đó anh chị em. Nhưng mà tất cả những gì tôi và anh em nhìn thấy đó, nơi hôn nhân của mình, nơi con cái của mình, nơi tài chánh của mình, nơi sức khỏe của mình, nơi công việc làm của mình, nơi tình trạng hội thánh của mình là thật. Những gì anh em thấy là thật chứ không phải ảo đâu. Thật đó. Cũng giống như là Abraham nhìn thấy thân thể của ông và con của vợ ông như đã chết là thật. Đúng vậy đó. Nhưng đó không phải là cái cơ sở để lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm hỡi anh chị em. Những gì tôi và anh em nhìn thấy là thật, là đúng, là chính xác. Nhưng đó không phải là cái cơ sở để lời hứa của Đức Chúa Trời được hoàn thành, để là cơ sở để lời hứa của Đức Chúa Trời được xảy ra trọn vẹn đối với tôi và anh chị em. Cơ sở để mọi lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm là sự thành tín và quyền năng của Ngài. Thấy ai đó trong những ngày vừa qua nhìn vào tình trạng sức khỏe của mình, nhìn vào tình trạng của một người thân nào đó của mình, con cái của mình, người bạn đời của mình, có thể nhìn vào cái tình trạng công việc làm của mình trong cái dịch Covid này, hay là có thể anh em nhìn thấy cái công danh sự nghiệp, anh em nhìn thấy chức vụ hay nhìn thấy bày chiên vân vân. Vâng, những gì anh chị em nhìn là thật, thấy là đúng đó. Nhưng đó không phải là cái cơ sở để cho lời hứa của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm ở trên anh em. Ngày hôm nay khi tôi và anh em chờ đợi một chốc một lát rồi đó, dường như mình cảm thấy là cái lời hứa nó không xảy ra, cái mình bắt đầu bi quan, mình bắt đầu ấm áp cái tư tưởng bỏ cuộc và thậm chí là mình bỏ chạy. Hoặc là tôi và anh em có thể đổ lỗi cho người khác, mình có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Khi đối diện với nan đề, với nghịch cảnh ấy, thì con người ta thường hay có cái xu hướng là gì? Truy tìm nguyên nhân, là tìm một ai đó đổ lỗi hoặc là kêu gào với Chúa tại sao, tại sao, tại sao. Trong tôi nói với anh chị em điều này, điều mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy nơi tôi và anh em không phải là cái câu hỏi đâu, mà Chúa muốn nhìn thấy cái cách tôi và anh em đáp ứng lại, hay là cái cách mà tôi và anh em phản ứng hay là xử lý tình huống khi mình phải chờ đợi cái câu trả lời dường như nó không xảy ra đúng kỳ. Khi tôi và anh em đối diện với cái tình trạng dường như lời hứa nó không, của Chúa không xảy ra đó, thì Chúa không chờ đợi để nghe tôi và anh em nói là Chúa ơi tại sao. Lại câu hỏi đó Chúa không có trả lời ra, đừng hỏi bắt công. Chúa chỉ chờ đợi tôi và anh em đáp ứng gì? Tin. Vậy thôi. Nói cách khác là gì? Khi tôi và anh em đối diện với những cái thách thức trì hoãn trong cái việc thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời, thì điều gì sẽ thúc đẩy hay là sẽ khiến tôi và anh em hành xử? Đó là
tôi và anh em sẽ hành xử theo những gì mình thấy, hay là tôi và anh em sẽ hành xử theo những gì mình tin? Tôi và anh em sẽ đưa ra cái quyết định đó là theo như những gì mình thấy hay là theo như những gì Chúa nói? Điều gì sẽ quyết định? Nếu mà tôi và anh em quyết định theo như những gì Chúa phán đó, Chúa nói đó, thì tôi và anh em đang sống bởi đức tin. Còn ngược lại, tôi và anh em đưa ra cái quyết định theo như những gì mình thấy hay là con người nói, thì tôi và anh em đang hành xử bởi mắt thấy. Đơn giản vậy thôi. Nhiều khi tôi và anh em quyết định mọi việc là theo cái sự khôn ngoan của mình, theo cái sự tính toán của mình, theo cái cảm xúc của mình, theo cái sự đãi ngộ mà người ta dành cho mình, chứ mình không có hành xử theo như lời Chúa nói với mình. Abraham đã chọn cái cách hành xử theo như những gì Chúa đã hứa với ông. Ông kiên trì đeo bám nơi những gì Chúa hứa, và rồi cuối cùng ông đã nhận được lời hứa. Còn anh chị em thì sao? Có thể anh chị em có lời hứa về chức vụ, có thể anh chị em có lời hứa về gia đình của mình, về con cái của mình, về sự nghiệp của mình, về công danh của mình. Nhưng rồi đột ngột có một cái gì đó xảy ra, nó không giống như anh em tưởng tượng trong đời, nó không giống như cái điều anh em nghĩ. Dường như Đức Chúa Trời cố tình trì hoãn làm thành những gì Chúa hứa. Khi đó tôi và anh em sẽ phản ứng lại như nào? Khi đó tôi và anh em sẽ đáp ứng lại như thế nào? Chúa muốn nhìn thấy cái cách mà tôi và anh em đưa ra. Chúa muốn nhìn thấy cái cách mà tôi và anh em quyết định trong cái thời điểm đó. Chúng ta sẽ quyết định trong cái thời điểm đó theo như những gì mình thấy, hay là tôi và anh em quyết định dựa trên những gì Chúa nói? Tin là vậy đó anh chị em. Tin là hành động theo như những gì Chúa nói, chứ không theo như những gì mình thấy. Chứ không phải là tin là nhắm mắt lại với tất cả xung quanh rồi chỉ là hùng hục làm theo Chúa thôi. Không, không, chúng ta thấy hết á. Chúng ta thấy hết mọi chuyện. Tin là đưa ra quyết định, cái quyết định sống còn, quyết định bày tỏ theo thái độ theo như những gì Chúa nói. Anh chị em có biết điều gì mà Chúa hứa với anh em trong cái hoàn cảnh cụ thể mà anh em đang đối diện không? Anh em có lời hứa nào cho gia đình của anh chị em, cho chức vụ của anh chị em, cho việc làm của anh chị em hay không? Có cái lời tiên tri nào, có cái giấc mơ nào mà Chúa đã bày tỏ cho anh em không? Hãy đeo bám lấy điều đó. Tôi khích lệ quý vị, hãy đeo bám lấy điều đó. Hãy bám lấy nó, hãy tiếp tục đeo bám nó, nuôi dưỡng nó, suy gẫm nó, và thường xuyên gì anh em biết không? Nhắc nhở chính mình về cái lời hứa đó, về những cái mặc khải đó. Tôi mỗi một ngày tôi cảm ơn Chúa như này. Cảm ơn Chúa vì con là người có phước. Nhiều khi nhiều người trong chúng ta không có dám nói câu đó. Không, đó Chúa nói mà. Chúa nói gì? Chúa chọn tôi và anh em là để hưởng phước và để trở thành nguồn phước cho muôn dân trên đất. Thế tại sao mình không nói cảm ơn Chúa vì con người có phước? Mặc dù ngày hôm nay mình vẫn còn ở nhà thuê, đâu vấn đề gì. Nhớ là cái dòng dõi mà không chính chủ là nó cứ nó sòn sòn năm một, mà cái dòng chính chủ mà có lời hứa đó, nhiều khi phải chờ. Mình chưa hiểu tại sao chờ, nhưng mà nó có những lúc nó xảy ra như vậy. Đeo bám lấy anh xem. Thì tôi bước vào trong chức vụ. Dân động 15-16 là cái câu mà tôi thường hay nắm lấy. Ấy chẳng phải ngươi đã chọn ta bằng ta đã chọn ngươi để đi và kết quả. Tôi cứ theo Chúa, tôi đeo, tôi hỏi hoài. Chúa, cái này Chúa nói chứ không phải con nghe. Chúa hứa rất rõ ràng là con là có kết quả nghe. Rồi ai làm cho lớn lên anh em? Chúa đúng không? Khi tôi và anh em nắm lấy lời hứa đó, cầu hỏi Chúa, anh em sẽ thấy Chúa cho mình thành công thật. Không phải vì tôi và anh em có tài, mà vì tôi và anh em có lòng. Cái lòng ở đây là lòng tin đó anh chị. Lòng tin, hãy nói. Anh em ơi, đừng có nói ra những gì mình thấy. Mặc dù những gì mình thấy là đúng, mà hãy học như cha của chúng ta trên trời, nói ra những gì Chúa muốn thấy. Theo anh em thì điều gì Chúa muốn thấy nữa con cái của mình? Có phải Chúa muốn thấy nó là những đứa trẻ ngỗ nghịch không? Có phải Chúa muốn thấy là những cái thằng nghiện game không? Ủa sao mình suốt ngày mình cứ nói với Chúa biết vậy? Mình vô mình cầu nguyện, mình nói như sao? Ôi Chúa ơi, xin Chúa thương xót thằng Út của con, giờ nó hư quá Chúa ơi, giờ nó nghiện game suốt ngày đó đi. Trong khi đó Chúa nói là Chúa sẽ đãi mình theo những gì Chúa nghe mình. Anh em biết không?
Lần nọ khi tôi còn ở Malai đó, khi tôi về tôi trong một cái chương trình bồi linh, cuối cuối giờ đã có một cái người chị em ở bên nhà thờ đó, bước lên và nhờ tôi cầu nguyện cho cái đứa con của cô là nó ở bên Úc và nó lui đi trong đức tin. Khi tôi chuẩn bị cầu nguyện thì Chúa hướng dẫn tôi cái chuyện về lời của Chúa ở trong Sáng Thế Ký mà lúc nãy tôi nói. Tôi nói với cô rằng là bởi vì cô là chấp sự trong hội thánh, trong nhà thờ, tôi nói là chị thay đổi cách cầu nguyện đi. Hãy cầu nguyện cho con chị theo như những gì mà Chúa muốn thấy. Chị hãy dùng những cái lời hứa Chúa hứa về con cái của mình, chị nói ra. Khoảng chừng đâu tầm tầm 3 tháng sau anh chị em, tôi về lại thì tôi gặp một cái em thanh niên. Em lại nói là cảm ơn mục sư. Tôi nói lần đầu thầy mới gặp con mà cảm ơn gì. Nói dạ không, lần đầu mục sư mới gặp con, nhưng mà nhờ mục sư hướng dẫn mà mẹ con cầu nguyện, bây giờ Chúa đáp lời, Chúa đem con trở lại. Tôi nói với anh chị em, theo anh chị em thì Chúa muốn nhìn thấy gì trong tài chánh của anh chị em? Theo anh chị em thì Chúa muốn nhìn thấy gì nơi cái sức khỏe của anh chị em? Hãy nói như Chúa nói, là không phải là trời đất tối tăm mịt mù. Không phải, Chúa không nói vậy. Chúa nói phải có sự sáng. Anh em ơi, hãy dùng những cái lời hứa mà Chúa đã ban cho anh chị em khi anh em suy gẫm lời Chúa. Hãy dùng những cái lời hứa mà Chúa đã từng dùng các đầy tớ Chúa đặt tay trên anh chị em, nói về chức vụ của anh em, nói về gia đình của anh em, nói về con cái của anh em. Hãy nói ra. Bởi vì sao? Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở tại đó nhưng không có gì xảy ra. Đất vẫn vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực. Thánh Linh ở trên mặt nước đó mà. Nhưng không có gì xảy ra cho đến khi phải có lời nói ra. Cái điều mà Chúa muốn được nói ra, Thánh Linh làm sẽ có thành. Tôi khích lệ quý vị ở tại đây, hãy bắt đầu thay đổi. Những gì tôi và anh em nhìn thấy là thật, nhưng đó không phải là cái cơ sở để tôi và anh em quyết định nói. Tức là tôi và anh em quyết định tin. Tin là mình sẽ tin theo những gì Chúa phán. Có thể ai đó trong quý vị đang ở trong cái tình trạng nản lòng, khi nhìn vào cái bầy chiên, nhìn vào cái tổ tế bào của mình. Nói nhiều người nói vậy là ông mục sư nói con ngữ á. Không, bởi vì còn rất là nhiều người đang xem qua online kìa. Tôi muốn nói với tất thể quý đầy tớ Chúa điều này. Nhiều khi mình nhìn vào hội thánh của mình thấy sao hội thánh nó lèo tèo. Mình đâm ra mình nghi ngờ, không biết mình có thật sự được kêu gọi không. Chứ giờ sao thấy anh em bắt tín nhiệm mình quá. Chúa còn tín nhiệm anh chị. Chúa mới làm cho lớn lên. Xin Chúa giúp cho tôi và anh em tỉnh thức. Xin Chúa giúp cho tôi và anh em trở lại. Nếu anh em xem con cái là của anh em là con chiên á, là bầy chiên á, thì anh em là cái người chăn bầy chiên đó. Và anh em là một mục sư ở trong gia đình của mình, dù là giáo hội không có phong chức cho anh em. Chúa bảo gì? Có phải là người trồng kẻ tưới nhưng cha mẹ nó làm cho nó lớn lên không? À, ai? Vậy thì cái việc anh em là làm gì? Hả? Tự nhiên trong những ngày vừa qua mình cầu nguyện cho những đứa con mà mình nản thâu dầu luôn. Cái hồi nhỏ sao nó yêu mến Chúa, giờ lớn rồi nó hầm hề thế gian quá. Ai chịu trách nhiệm làm cho nó lớn lên? Anh em ơi, hãy làm cái phần của anh chị em đi. Anh chị em hãy trung tín chu toàn cái chức phận làm cha mẹ. Anh chị em thấy Chúa hành động trên con cái của anh chị em. Đức Chúa Trời mà tôi và anh em thờ phượng là một Đức Chúa Trời thành tín, Chúa toàn năng, và đặc biệt là Chúa không bao giờ thay đổi. Có ai trong quý vị đang ở trong cái tình trạng hụt hẫng, chán nản, tuyệt vọng vì những gì mình tin, mình làm theo lời Chúa lại không cho cái kết quả đúng kỳ như đáng phải có, mà thậm chí là còn ngược lại ra đằng khác? Thì sáng hôm nay Chúa muốn hỏi anh chị em là con có để cho lòng vô tín khiến con nghi ngờ lời hứa của ta không? Có thể ai đó trong anh chị em đang đối diện với một cái thực tại mà mình không thích. Tức là mình vỡ mộng ở trong chức vụ hay là trong công ăn việc làm. Mình đang vỡ mộng với cái người chồng, người vợ. Mình vỡ mộng vì cái con cái của mình. Thì Chúa sáng hôm nay muốn hỏi anh chị em, con có để lòng vô tín làm nghi ngờ lời hứa của ta đối với con chăng? Hay là con đang theo dấu đức tin của Abraham mà càng mạnh mẽ đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời? Chỉ khi nào mà theo như Kinh Thánh nói là chỉ khi nào anh chị em hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để thực hiện những gì Ngài hứa, thì tôi và anh chị em mới có thể theo dấu chân của tổ phụ Abraham mà nói gì? Mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời, dù cho xung quanh tôi và anh em không còn gì để tin cả. Tôi muốn khích lệ những anh chị em còn ít biết lời Chúa rằng anh chị em không thể sống bởi cái lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho người khác được. Anh chị em chỉ có thể sống bởi những gì mà Đức Chúa Trời hứa cho anh chị em thôi. Có những cái thời điểm anh em mới tin Chúa thì anh em phải sống dựa vào những người lãnh đạo thuộc linh.
Nhưng mà đến lúc anh em phải nhận lấy cái sự kết nối cá nhân của anh em với Đức Chúa Trời. Tôi thường hay nói với các con của tôi đó là các con phải xác định rất là rõ. Chúa phải là Chúa của riêng các con. Chúa Giêsu phải là Đức, là cứu Chúa của riêng các con chứ không phải là Chúa của ba mẹ. Nếu mà các con chỉ thờ Chúa của ba mẹ thôi ý, mà giữa các con với Chúa không có mối quan hệ cá nhân nào thì các con cũng đi thẳng xuống vậy. Mỗi một người trong chúng ta đến một cái thời điểm phải có một cái mối quan hệ cá nhân với Chúa. Anh chị em cần phải nhận lấy những cái lời hứa từ nơi Chúa một cách cá nhân. Hay nói cách khác là anh chị em phải cá nhân hóa những cái lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, suy gẫm nó rồi sống theo những cái lời đó. Đó là đức tin. Hãy trở lại với lời Chúa anh chị em. Hãy dành cái thời giờ thích đáng để đọc và suy gẫm lời Chúa mỗi một ngày. Và tại đó đó, chắc chắn anh em sẽ nhận được những ấn chứng và những lời hứa của Đức Chúa Trời. Sáng hôm nay tôi cậy ơn của Chúa để khích lệ chính cá nhân tôi. Quý đề tôi Chúa và hết thảy anh chị em rằng thì cái gương của người xưa thì nó rành rành rồi đó. Nhiều khi tôi và anh em thuộc nằm lòng luôn những cái chuyện tích trong Kinh Thánh. Nhưng cái vấn đề còn lại là cái cách tôi và anh em ứng xử mỗi ngày, cái cách mà mình áp dụng mỗi ngày vào trong thực tiễn của đời sống mình như thế nào. Trong những ngày vừa qua, tôi và anh em hành xử trong cuộc sống, ở trong gia đình, thật sự là đang theo như những gì mắt mình thấy, hay là tôi và anh em đang hành xử theo như những gì Chúa nói? Bao nhiêu người trong anh em có lời hứa của Chúa? Hãy nắm lấy lời đó và tiếp tục sống theo lời đó. Chúa không có phụ chúng ta đâu. Những gì tôi và anh em thấy là thật. Nhưng anh em ơi, đừng để những gì tôi và anh em thấy làm cơ sở để mình quyết định tin hay là không tin Chúa. Xin mời tất cả chúng ta đọc đứng lên trong thời gian này. Chúng ta hướng lòng về Chúa và chúng ta cầu nguyện với Ngài. Điều gì Chúa nói với anh em một cách riêng tư qua lời Chúa sáng hôm nay? Hãy thưa rất thật với Chúa. Có thể ai đó trong anh em nhìn thấy một cái điều gì đó như đã chết ở trong hôn nhân mình, ở trong một đứa con nào của mình. Có thể ai đó trong anh em nhìn thấy một cái điều gì đó như đã chết ở trong sức khỏe của mình, ở trong mối quan hệ của mình. Có thể ai đó trong anh em nhìn thấy một cái điều gì đó dường như đã chết ở trong tài chánh của mình, trong chức vụ của mình. Hãy theo gương Abraham anh xem. Ông không phủ nhận những gì ông thấy. Ông không trốn chạy những gì ông thấy, nhưng ông bám chặt lấy đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời. Anh em ơi, hãy công bố những cái lời hứa đó ra ở trên sức khỏe anh em, ở trên gia đình anh em, trên con cái anh em, trên chức vụ anh em, trên tài chánh anh em, trên cái lĩnh vực nào mà anh em đang đối diện, trong những lĩnh vực nào mà anh em thấy dường như lời hứa của Đức Chúa Trời chưa thành hiện thực. Thánh Linh Đức Chúa Trời chờ đợi anh em nói ra lời của Ngài để Ngài làm thành ở trên đời sống của anh em. Không có gì là khó quá cho Chúa. Có thể ai đó trong anh em trong những ngày vừa qua bắt đầu nao sờn, không còn tin quyết nơi sự thành tín của Chúa nữa. Hãy ăn năn trước mặt Chúa sáng hôm nay và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Hãy kêu lên với Chúa, hãy thưa thật với Chúa. Đâu là những gì mà tôi và anh em đáp ứng lại với Ngài trong những ngày vừa qua, đang khi chúng ta chờ đợi câu trả lời của Chúa, đang khi chúng ta chờ đợi câu trả lời mà không xảy ra, chúng ta có lầm bầm chăng? Chúng ta có vô tính chăng? Chúng ta có nói ngược lại với lời Đức Chúa Trời chăng? Tôi và anh em nói gì về hôn nhân của mình? Chúng ta nói những gì chúng ta thấy, hay là chúng ta nói về những gì Chúa muốn thấy? Anh chị em ơi, hãy nói cho những nan đề mà anh chị em đang đối diện. Hãy nói theo như những gì Chúa muốn thấy. Hãy đến trước Chúa và nói với Ngài về những gì Chúa muốn thấy trong hôn nhân của anh chị em. Hãy đến trước Ngài và nói với Chúa về những gì Chúa muốn thấy trong con cái của anh chị em, trên sức khỏe của anh chị em, thay vì những gì anh em hiện đang thấy. Oh hallelujah. Oh hallelujah.